Dạ rồi, em Châu xin kính chào anh chị và cô chú bác. Thì bữa nay em có lên sóng một chiếc xe City đó, bây giờ nhiều cả trăm anh em luôn, một trăm mấy em, ngoài trăm á, là bình luận kêu em là sáng quay cụ thể là chiếc City, tại vì mới tối quay buổi tối mà quay lẹ quá anh em không thấy. Thì mà bây giờ sáng nè, trưa nắng em canh buổi là sáng nhất có thể rồi quay cụ thể cho anh em. Rồi đây là một chiếc City, nguyên con City luôn hen. Em có bán giá là 5 triệu đó, em bán anh em giá 5 triệu đó, anh em được thích thì ủng hộ em. Thì như thường lệ là nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Em xin nhắc lại là nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, trên quốc lộ 22B đây đó, xe chạy dập chiều luôn. Thì em còn rất là nhiều xe, tại bữa nay em ấy rồi, em quay cho anh em cô chú bác lại con City này. Giá đó là 5 triệu. Số điện thoại em có để trên màn hình phần mô tả đó hen. 0846 111131, số điện thoại có Zalo. Hai bữa nay em không có buôn bán gì hết, em đóng cửa không. Đây nè, đóng cửa nè đó. Nhà thì còn ok, ok xe luôn đó, xe vậy đó. Đó đó vậy đó. Rồi em chủ đề vô chủ đề chính ha. Đây là một chiếc xe City, em bán giá 5 triệu đây. Cái máy im cực kỳ luôn, bình đề đầy đủ. Cái xe hồi bữa em bán giá là 4 triệu 3, xe đó là không có bình luôn, mà không có đề luôn, không có đèn, không có kèn gì hết, và máy không được ấp nữa. Xe này là xe này là bình đề đèn kèn đầy đủ, máy City ha. Đầu tiên em vô cái phần máy trước đi, cái bình nó hơi yếu một miếng nên đề nó hơi chậm đó, đèn xanh nổi ha. Đó, vẫn nổ ha, đây vẫn nổ, anh em chạy chừng một chút là nó sạc lại là nổ à. Xe mình không có khói đâu ha, tại vì em sạc đó. Xe mình là máy lực ha, im không khói, máy lực im. Em nhắc lại là xe mình máy lực im không khói, máy im không khói hen, tại em có con tay em không có chỉnh cho anh ti được. Đây, cái nổ về ba cái đều nổ, ba cái máy im vậy đó, cái luôn nổ. Đó. Máy im lắm hay gì quá, máy im lắm, im mà bóc, im bóc lắm, nó lệch lắm. Rồi em xin phần tắt máy cái đi, xi nhan rồi đèn kè đổ xi nhan nè đó. Nói cái bộ mà xin nha, nè nè kèn nè con kèn, kèn giống ngặt mỏi quá. Nói mà bình đề xin nha đèn kèn là anh làm, anh em giờ làm hết triệu rồi. Xe này là xe đúng là xe City luôn ha. Phần sườn City, phần mình áo City, tem City luôn, phuộc City, ba ga City riêng luôn nè ha, ba ga City sau xe luôn, nguyên cái mình này áo City sau xe luôn, cắp nè,
đầu lòng nè, đầu lòng máy City nè. Đó. Anh em đôi lúc cái lốc này Honda thì anh em bảo là thay lốc rim hay lốc alpha, lốc gì vô. Nè, đúng lốc Dalim, đúng là Dalim City luôn. Đầu lòng City luôn nè. Đó. City gạch A2 Boe City nè, Boe City có bình xăng này, không phải City. Đây phụ đề đây, đó phụ đề City nè, có cái bô này lai rồi, cái đầm nè, đầm City nè, phụ City nè, cầm nền nè. Anh em về chạy đi, chạy thôi. 5 triệu bạc à. Cái sườn thường thường là nó mục đây nè. Mục ở đây nè. Nhưng mà sườn này không có mục ha. Bấm điện còn 1 bấm, 2 bấm, 3 bấm. Sườn này không mục. Qua anh đây coi. Xe này cứng cáp liền lạc. Bấm điện cũng còn ha, còn mờ. Sườn này tích tắc, ta có sơn lại hay là nước sơn, còn theo xe nó bạc vậy nè. Sườn không có lủng nha, sườn mình không có lủng. Đây nè. Mark in Info nè. Darling. Đầu lòng City. Máy City. Nói chung xe này anh em về chở đồ là ngon lành. Phuộc sau City ha. Bánh căm. Phuộc trước vẫn còn phuộc City luôn. Đây cặp phuộc trước. Cho nên mình chở đồ nó nhún nhảy ngon lắm. Đây nè. Đó, phuộc trước này cây nguyên cây phuộc City ha. Mặt nạ City Zin. Rồi xe tổng quan như vậy đó. Giá có 5 triệu à, máy im bình đề đầy đủ, về chỉ chạy thôi, lâu lâu có anh em thay vỏ ruột vào. Anh em lâu lâu có thay vỏ ruột vô nhông sên, chạy thời gian 1 về 5 thay vỏ ruột nhông sên cái chạy. À em xin nhắc là xe này là xe không giấy ha, xe không giấy. À quên, em nói luôn, xe này là xe không có giấy ha, xe này không có giấy, là giá 5 triệu, là bình đề đầy đủ, máy im, xe City cho anh em chở hàng. À, xe này làm ra tiền á. Rồi anh em thích thì cứ alo em ha, muốn quay cặn kẽ gì thì em quay cụ thể ra cho anh em. Thì giờ quay thì nó cặn kẽ mới tối nhiều rồi. Em xin tạm thời kết thúc clip tại đây ha.